Ừ, gà nướng thì lo chạy. Bạn kia là má khe là thấy biết ai rồi nói chuyện. Nhạc gì đi chứ. Vô cuốn sữa. Nè. Chạy vô. Đang nướng gà. nướng cái bụng cái lưng nhiều mà nướng hai cái hồng nó muốn chín rồi bụng cái lưng hút cái phần này miếng nữa đây hút cái phần này miếng cái nóng lên đây cái nóng hay còn mở sao lật ngang qua cho nằm ngang đấy tôi sợ cái phần dưới này chứ không nổi nè nhà nè chạy vô bay mở vậy chứ mập quá như cái gà đen đẻ cũng mập mỡ chợ gà không có chuyện tới rồi nửa tiếng đồng hồ chưa chín ngày nãy đào sâu sâu xíu cho vuông vuông xíu ừ thì chơi lên hai ba cục gạch là nướng gạch gà này đúng là có cái hồng của tao với tiệm á đập đầu nướng xung quanh à, tao đậu tao gói gọn lại kiếm cái gì tao bỏ dưới cái để lên nằm lên cho gọn tao sẽ hẳn ra luôn bẻ nó lên ra đúng rồi ngồi lấy này nè đây cái hơi cắt cánh rồi xuống rồi quất Yeah.